Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin về một chiếc Toyota Camry sản xuất là năm 2018. Phiên bản mẫu mới đã được nâng cấp như là hệ thống đèn bi đôi và một số tiện nghi option bên trong chiếc xe. Với chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn đây là sản xuất là năm 2018, máy 2.5, phiên bản Q, là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Camry. Một mẫu xe trong phân khúc hạng D rất đáng để anh chị và các bạn quan tâm về tầm tiền cũng như là cái vận hành của chiếc xe rất là ổn định và bền. Với tầm giá của chiếc xe này bây giờ chỉ khoảng 738 triệu thôi. Giá này thì cửa hàng vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ cho anh chị và các bạn đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Những lượng đẽ tổng quan sơ qua phần đầu xe thì nó có trang bị tính năng an toàn như hệ thống cảm biến, hệ thống cam. Và những cái chi tiết như là mâm lốp của chiếc xe thì có thể tham khảo qua. Với hệ thống mâm này trang bị mâm hợp kim 17 inch. Một dàn lốp của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày dặn anh chị ạ. Đấy, các bạn có thể tham quan và đếp lốp của chiếc xe đây. Tuần thứ tư năm 2022, ba chủ cũng vừa mới thay cả dàn thôi. Đấy, nhưng đường nét sơn si dọc thân xe thì anh chị và các bạn cùng tham khảo và cân nhắc cùng em. Mọi chi tiết này vẫn còn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Chất lượng ở phần đuôi xe với những phần cụm bóng đèn hậu này, hay những tính năng an toàn cảm biến cam nùi, ống xả thì được trang bị hai bên. Và cái không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì anh chị bạn có thể nắm ý giúp em với những các đường led về keo chỉ trước tiên đi. Đấy, tất cả các chi tiết nó đều còn trong tình trạng là nguyên bản. Và một cái không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó vô cùng rộng rãi, bên dưới thì nó có chứa lốp sơ cua và đồ nghề. Với lốp sơ cua của chiếc xe này thì đã hạ rồi. Một chiếc xe bền lành, rất đáng để anh chị và các bạn quan tâm về trong cái tầm tiền cũng như cái tầm giá để mình sở hữu. Công nghệ thì nó trang bị rất là nhiều, như là hệ thống ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai này thì nó sẽ có chức năng chỉnh điện và có một số các tính năng điều chỉnh điều hòa, chỉnh rèm. Tiện nghi thì có rèm che nắng hai bên cánh cửa với rèm cơ. Còn phía sau thì nó sẽ có rèm điện. Đây là những phần chỗ để gà tàn này, hay là phím điều chỉnh lên xuống kính một chạm này. Chất lượng từ những con ốc bản lề anh chị có thể nhìn qua giúp em. Đây hiện trạng là xe mộc mới về thôi, em vừa mới mua hôm qua thôi, chưa dọn dẹp gì cả. Tổng thể của chiếc xe nó vẫn rất là hoàn hảo. Với ghế của chiếc xe thì được trang bị là hệ thống ghế da màu nâu. Với cái màu nâu này thì nó sẽ giúp cho chiếc xe nhìn nó sang hơn và nó cũng cái vệ sinh nó cũng sẽ sạch sẽ dễ dàng hơn. Đây là những cái chi tiết như là hệ thống điều chỉnh ghế điện này, rồi là hệ thống rèm, rồi hệ tăng chỉnh âm lượng, đấy, nhiệt độ điều hòa. Và phía sau đây thì nó sẽ có một cái hộc để anh chị bạn có thể lấy đồ ở trong cốp mà không cần phải mở cốp. Rất là nhiều tiện ích option đáng để anh chị và các bạn cùng quan tâm. Đấy, một bản full trang bị rất là đầy đủ các tiện nghi và tiện ích mang lại cho người dùng những cái trải nghiệm tuyệt vời. Đây là những cái thông số về kính của chiếc xe, tất cả đều còn nguyên zin anh chị nhé. Keo chỉ này, ốc arc này, hay là hệ thống táp ly. Cái khu vực sử dụng nhiều nhất của chiếc xe nó có độ bóng nhưng mà không có hề có hiện tượng bị trơn hay bị bong chóc gì cả. Phím điều chỉnh lên xuống kính một chạm tất cả các hàng ghế và nhớ ghế hai vị trí. Bên trong đây, những cái chi tiết về hèm cửa này, hay là những cái chi tiết bậc lên xuống. Ghế ngồi chỉnh điện, có bơm hơi lưng. Đây là những cái phần vi năm sản xuất của chiếc xe. Năm sản xuất là 2018. Bản 2.5 Q. Đấy, tất cả thông số của chiếc xe thì em cũng mong muốn cập nhật cho anh chị và các bạn rõ ràng. Còn mua bán nó còn là sự xem có mình có yêu thích hay không, cũng như là có duyên hay không. Đấy, vô lăng thì có tích hợp, có lấy chuyển số. Phía sau thì nó có cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và các thông số về mức tiêu hao nhiên liệu. Màn hình giải trí này, đấy, những cái chi tiết cần số của chiếc xe, hay là hệ thống sạc không dây, hộc để đồ, bệ tì tay được trang bị đầy đủ cho anh chị và các bạn. Tổng thể về không gian khoang lái đây, anh chị có thể ngắm nghía qua lại giúp em cùng một lần lại về các chi tiết khi mình cần hỗ trợ xem chi tiết cận cảnh những phần nào. Hãy kết bạn Zalo, em sẽ gửi chi tiết cho các bác. Với phần máy của chiếc xe thì em sẽ mở phần nắp capo lên để anh chị và các bạn cùng ngắm nghía. Với lắp capo này thì nó có trang bị cho anh chị và các bạn thêm một cái ti thụt thủy lực, giúp cho anh chị và các bạn mở cốp và đóng cốp nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Keo chỉ, ốc arc, đinh tán, tất cả các chi tiết thì nó vẫn còn rất là hoàn hảo, rất đáng để anh chị và các bạn quan tâm về cái tầm giá cũng như là các ưu đãi.
của cửa hàng thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Đấy, những chi tiết đầu bò hay là những cái phần hệ thống ốc, keo, mặt máy, tổng thể chi tiết không hề có hiện tượng bị chọc máy, tháo giã gì cả. Toyota Camry 2.5Q sản xuất là năm 2018. Hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá chỉ có 738 triệu thôi. Giá này cửa hàng vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ cho anh chị và các bạn đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển. Giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.